Tôi thức dậy khi chiều muộn, nhìn lại thì căn nhà của mình khá trống trải. Tôi tìm trong bản công nghệ từ con chip thì cũng tìm ra công thức để chế tạo một chiếc tủ chứa đồ. Tôi chế tạo ngay lập tức và cố gắng chịu đựng cơn đói để hoàn thành bộ kho chứa đồ của tôi. Làm xong, tôi sang lửa trại để lấy đồ ăn ngay lập tức. Tôi thầm cảm ơn vì đã chuẩn bị thịt từ sáng sớm. Sau khi no bụng, tôi lục tìm bản công thức xem có thứ gì hay ho không, và tôi tìm được một vài thứ hay ho. Tôi có thể học được cách chế tạo cung, tên và một dây trói gọi là bola. Và cũng trong lúc đó, tôi tìm được một số thứ có vẻ là cần thiết để nâng cấp lên dụng cụ cao cấp hơn. Sử dụng sắt như lò nung, cách chế tạo cúp sắt, rìu sắt. Mà hiện tại tôi chưa biết tìm quặng sắt ở đâu, tôi bỏ qua việc đó và chế tạo cung, mũi tên và vài cái bola mà tôi vừa học được. Tôi sử dụng chúng đi vòng quanh bờ biển để săn những loài hú nhỏ. Tôi bắt gặp mục tiêu đầu tiên của tôi là một con parasaur với kích thước lớn. Là một loài vật ăn cỏ hiền lành, vì kích thước lớn nên tôi chưa từng dám chạm mặt nó trước kia. Vì là lần đầu tiên tôi sử dụng cung nên thực sự rất khó để nhắm chính xác mục tiêu. Khi nó trúng những phát đầu tiên thì nó đã rống hoảng lên và chạy ngay lập tức. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp với tốc độ của nó và để lạc mất mục tiêu. Trong lúc tôi đang đi theo dấu vết của nó, tôi gặp loài khủng long ăn thịt nhỏ tên là Dilophosaurus. Rất hiếu chiến, dù thân hình khá nhỏ bé nhưng lại rất hung hăng, tấn công tôi ngay lập tức khi nhìn thấy tôi mà không chào hỏi. Nhưng lại chỉ chịu được sức mạnh của một mũi tên. Tôi đi tiếp và bị tấn công bởi một con chim khốn kiếp tên là Xyno Nid. Cầm trên tay cây cung, tôi cố gắng nhắm chính xác và hạ được nó. Tiếp tục, tôi tìm được mục tiêu ban đầu đã mất của tôi. Tôi nhớ đến sợi dây trói bola tôi đã chế trước đó. Tôi thử sử dụng và tôi đã khống chế được nó. Tôi tiết kiệm những mũi tên quý giá của mình bằng cách sử dụng giáo đá để tấn công nó. Cứ thế, tôi nhắm mắt đâm liên tục vào sinh lực của nó. Bởi vì đây là cuộc chiến tranh sinh tồn để sống sót, tôi không thể làm khác được. Đây có lẽ là một lượng thịt dự trữ to lớn vào lúc này. Trên đường về, tôi đã gặp được một con khủng long bay tên là Pteranodon. Tôi hiếu kỳ sử dụng nó bằng một mũi tên và vài xiên giáo đá. Tôi thu hoạch được thịt và da từ nó và trở về nhà. Trên đường trở về, tôi dừng lại, kiểm tra lượng thịt đã kiếm được. Dù không nhiều nhưng cũng đã là đủ. Về đến nhà thì trời đã tối. Tôi làm 2 cây đuốc trước nhà để có nguồn sáng xua đuổi thú dữ. Về nhà tôi phải chế tạo một thứ gì đó giống như là tủ lạnh để trữ được thức ăn lâu hơn. Tôi học cách chế tạo tủ lạnh, nhưng đây chỉ là một chiếc tủ trống. Để có thể nâng được độ bền của thức ăn, tôi cần phải có thứ được gọi là spark powder được nghiền từ đá. Tôi làm một cái cối đá và nghiền đá với flint, lấy spark powder và đặt vào tủ. Thời gian của thịt đã được kéo dài ngay lúc đó. Quá một ngày dài cũng đã thấm mệt. Ngày mai có lẽ tôi phải tìm kiếm cách nâng cấp lên công cụ bằng sắt để có thể sống sót tốt hơn.